Các em thân mến, chị là Hương Giang, chị đến từ team học văn chị Hiên. Rất vui khi được gặp lại các em trong buổi audio văn học này. Và ngày hôm nay, chị sẽ cùng chia sẻ với các em về một phần kiến thức trong tác phẩm Chiếc Lược Ngà của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Nguyễn Quang Sáng sinh năm 1932, mất năm 2014, quê ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Ông từng tham gia bộ đội ở chiến trường miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp, vừa tham gia chiến đấu, vừa sáng tác văn học trong thời kỳ kháng chiến. Chính vì vậy mà sau năm 1975, ông giữ chức vụ quan trọng trong Hội Nhà văn Việt Nam. Nhà thơ Hữu Thỉnh đã từng nói rằng Nguyễn Quang Sáng là nhà văn của đồng bằng Nam Bộ, bởi văn chương của ông hồn hậu, mang được hơi thở lẫn phong cách khẩu khí, phong độ của người dân Nam Bộ rất rõ. Tôi thấy anh làm văn không hề cầu kỳ, đọc văn anh có cảm giác như được tiếp xúc với cuộc đời thật, với hơi thở cuộc sống thật, với những con người thật mà mình đã từng gặp ở đâu đó. Với lối viết chân chất mộc mạc bình dị, Nguyễn Quang Sáng đã trở thành nhà văn sáng tác rất thành công về cuộc sống và con người Nam Bộ trong hai cuộc chiến tranh cũng như sau khi hòa bình được lập lại. Ông viết ở nhiều thể loại và đã để lại nhiều tác phẩm hay ghi dấu đậm trong nét lòng người đọc như truyện ngắn Chiếc Lược Ngà, tiểu thuyết Mùa Gió Trướng hay kịch bản phim Cánh Đồng Hoang. Tác phẩm Chiếc Lược Ngà được viết vào năm 1966 khi tác giả đang hoạt động ở chiến trường miền Nam, nghe được câu chuyện về chiếc lược ngà từ một cô sao liên xinh xắn, nhỏ nhắn, xúc động và viết nên câu chuyện này. Chiếc lược ngà là một hình tượng nghệ thuật mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Với bé Thu, chiếc lược ngà là kỷ vật, là tình cảm mến thương của người cha chiến sĩ đã hy sinh anh dũng trên chiến trường. Với ông Sáu, chiếc lược ngà là món quà nhỏ mà ông đã gửi trong đó nỗi nhớ mong, nỗi thương yêu dành cho đứa con gái của mình, làm cho nó dịu đi phần nào dỗi day dứt, ân hận trong lòng khi ông đã đánh vì nóng giận. Chọn hình ảnh chiếc lược ngà để đặt tên cho tác phẩm, nhà văn muốn khẳng định và thể hiện sâu sắc hơn tư tưởng chủ đề của truyện, đó chính là tình cảm cha con sâu nặng, bền chặt nhưng cũng rất éo le trong hoàn cảnh chiến tranh. Tác phẩm có hai tình huống cơ bản. Một là tình huống khi hai cha con ông Sáu gặp lại nhau sau 8 năm xa cách, từ khi mà bé Thu còn rất nhỏ, chỉ biết cha qua tấm hình và do vết thẹo trên gương mặt của ông đã khiến cho bé Thu không nhận ra, nên trong suốt 3 ngày nghỉ phép, ông Sáu mặc dù rất mong mỏi thế nhưng cũng không được nghe thấy tiếng gọi ba. Từ đó đã bộc lộ tình yêu thương mãnh liệt của người con đối với cha. Và tình huống thứ hai này thể hiện sự tình cảm sâu sắc của người cha đối với người con. Bé Thu là một nhân vật, là một đứa con duy nhất của ông Sáu và là một nhân vật giàu cá tính. Ở độ tuổi ấp ủ bao suy nghĩ ngây thơ, bé Thu đã được nhà văn khắc họa với đầy những suy nghĩ và hành động chân thực. Khi gặp ông Sáu ở bến xuồng, nghe tiếng gọi mình, Thu giật mình, tròn mắt nhìn, nó ngơ ngác lạ lùng, vụt bỏ chạy và kêu ghét và kêu thét lên gọi má, má. Ngỡ rằng hai cha con sẽ có một cuộc hội ngộ đầy bất ngờ, đầy xúc động, vậy mà thời gian như ngừng lại ở cái khoảnh khắc Thu sợ hãi kêu thét lên. Thái độ của cô bé đã đặt ra những tò mò nơi bạn đọc, thôi thúc ta lật mở những trang truyện tiếp theo để tìm lời giải đáp cho sự sợ hãi bất ngờ này. Trong 3 ngày ông Sáu nghỉ phép ở nhà, tình thương của cha bé của người cha lại biểu hiện một cách rất thường. Nó mặc kệ những cử chỉ thân thiện vỗ về của ông Sáu, nó thờ ơ lạnh lùng, ngang ngạnh. Nó nhất quyết không chịu gọi một tiếng ba, tỏ rõ là một cô gái bướng bỉnh, cứng đầu và gan lì. Tính cách và suy nghĩ của cô bé càng được bộc lộ rõ nét khi em ở trong những tình cảnh thử thách.
có thể thấy, ông Sáu càng muốn gần Thu thì cô bé lại càng xa cách và phản ứng mạnh mẽ. Khi má dọa đánh, bé Thu buộc phải gọi ông Sáu vô ăn cơm, thế nhưng nó lại nói chồng vô ăn cơm hay cơm chín rồi. Kể cả lúc rơi vào thế bí, nó cũng không thể nhấc được nồi cơm to để chất nước. Bé Thu cũng không có biểu hiện nào cho thấy sự thân thiện. Cơm sôi rồi, chất nước dùm cái. Bác ba nói mẫu, cháu phải gọi ba chất nước dùm con. Thế nhưng Thu vẫn nhất quyết không chịu gọi một tiếng ba. Bị dồn vào thế bí, thế nhưng nó nhăn nhó muốn khóc và tự lấy cái vá chất nước chứ không chịu gọi một tiếng ba. Nó loay hoay rồi nhón lấy cái vá, múc ra từng vá nước, miệng lẩm bẩm điều gì không rõ. Bác ba cũng phải thốt lên, con bé đáo để thật. Những hành động và thái độ ấy đã làm hiện lên trước mắt người đọc một cô bé bướng bỉnh, đáng yêu. Bé Thu sẽ vẫn ngang ngạnh và cứng đầu như thế. Nút thắt giữa cha con với bé Thu chẳng thể nào tháo gỡ nếu như mâu thuẫn không được đẩy lên cao trào. Và nhà văn Nguyễn Quang Sáng đã thật khéo léo khi khắc họa giây phút cao trào ấy. Đó là trong bữa cơm, dù được ông Sáu quan tâm gắp cho miếng trứng cá to vàng, thế nhưng Thu đã bất thần hất tung trái trứng cá khiến tung tóe cả mâm. Hành động ấy như một gáo nước lạnh đổ ụp xuống tấm lòng chân thành và kiên nhẫn của ông Sáu. Không thể kiềm chế được, ông Sáu đã vung tay đánh vào mông nó và quát mắng. Bị đòn, có lẽ Thu cũng cảm nhận được sự tức giận của người lớn và cô bé lại càng lầm lì và ương ngạnh hơn. Thu không khóc, nó chạy sang nhà bà ngoại. Trước khi đi, nó còn cố ý khua cho dây lòi tói, kêu dồn sang thật to. Bé Thu thật là bướng bỉnh, thật là cứng đầu gan lì. Thế nhưng là sự gan lì bé thơ, đúng như lứa tuổi của em. Sự ngang ngạnh bướng bỉnh của bé Thu không hề đáng trách. Phản ứng tâm lý của em là hoàn toàn tự nhiên, bởi sinh ra trong hoàn cảnh chiến tranh, cô bé còn quá nhỏ để hiểu được những khắc nghiệt éo le, và người lớn cũng không ai chuẩn bị tâm lý cho em để đón nhận những điều bất thường. Chính sự cứng đầu gan lì bướng bỉnh của cô bé lại là một biểu hiện tuyệt vời của tình cha con chất chứa trong em. Ấy là tình cảm sâu sắc đối với người ba của mình. Lý do mà bé Thu không nhận Sáu là ba thật là đơn giản, trẻ con cực kỳ hợp lý. Đó chính là vết thẹo dài trên má của ông, hoàn toàn khác với người chụp hình chung với má. Thu xa lánh và lạnh nhạt với ông Sáu không phải vì nó ghét ba, mà bởi vì nó yêu ba quá nhiều, yêu và nhớ ba bằng tất cả sự chân thành của một tâm hồn ngây thơ. Nó không cho phép ai mạo nhận làm ba nó, một người ba đáng kính mà nó vẫn ngưỡng mộ xưa nay phải là một người ba trong bức hình chụp cùng với má. Bởi vậy, người đọc hoàn toàn có thể thông cảm trước sự ương bướng của bé Thu và còn thương em thật nhiều khi miêu tả thái độ và hành động bất thường của cô bé. Thế nhưng trong buổi sáng cuối cùng trước khi ông Sáu lên đường, thái độ và hành động của bé Thu thay đổi hẳn. Bởi trong đêm trước ấy, bà ngoại đã giảng giải cho nó nghe, đã phân tích cho nó hiểu. Con bé đã biết rằng chính ông Sáu là cha của mình. Nó cũng hiểu vết thẹo xấu xí trên mặt ông là vết thương do chiến tranh, rằng ông Sáu không phải người mạo nhận như nó nghĩ, rằng ba nó đã thật dũng cảm, thật hiên ngang như thế nào. Sau khi hiểu được nguồn gốc vết thẹo, bé Thu đã lăn lộn suốt một đêm không ngủ được. Nghe bà kể, nó nằm im, lặn lội và thỉnh thoảng lại thở dài như người lớn. Có lẽ nó hối hận lắm vì đã từng đối xử không tốt với ba. Lúc này bé Thu không chỉ yêu thương ba mà còn rất thương ba nó. Người đọc được chứng kiến cuộc chia tay cảm động vào buổi sáng hôm sau trước khi ông Sáu lên đường. Bé Thu cũng có mặt vào buổi sáng hôm đó, thế nhưng lại mang một tâm trạng hoàn toàn khác.
Vẻ mặt của nó có cái gì hơi khác, nó không bướng bỉnh hay nhăn mày cau có nữa. Vẻ mặt nó sầm lại buồn rầu. Cái vẻ mặt buồn rầu trên gương mặt ngây thơ của con bé trông rất dễ thương. Thu không ngơ ngác, không lạnh lùng nữa. Nó nhìn với vẻ nghĩ sợi, nghĩ ngợi sâu xa. Đó là ánh mắt của một cô bé ngây thơ đang bối rối trong sự ân hận khi đối diện với ông Sáu. Đôi mắt mênh mông của con bé bỗng xôn xao. Người đồng cảm nhận được ẩn sâu trong đôi mắt mênh mông ấy đang xáo động biết bao tình cảm khi ông Sáu chào mọi người, nói với bé Thu: "Thôi, ba đi nghe con." Tình thương cha bấy lâu đã trỗi dậy mạnh mẽ. Bé Thu cất tiếng gọi ba, tiếng gọi ba vào òa vỡ từ trong sâu thẳm tâm hồn bé bỏng của em. Sự khao khát tình cha con bấy lâu nay bị kềm nén, bỗng bật lên thành tiếng, tiếng thét gọi ba. Tiếng gọi thân thương, tiếng gọi mà ông Sáu chờ đợi suốt 8 năm dòng, cuối cùng ông cũng được nghe. Tiếng gọi bé Thu khao khát được một lần cất lên, cũng đã vang ra, níu xé cả không gian. Thơ trong thời khắc ngắn ngủi ấy, tình thương của bé Thu đã đem lại cho người đọc nỗi xúc động nghẹt ngào, đến nỗi không cầm được nước mắt. Ở khoảnh khắc chia ly, mọi khoảnh khắc đã bị xóa bỏ. Bé Thu không che giấu sự gắn bó và tình cảm của mình dành cho ba nữa. Sự miêu tả những biến đổi tình cảm của bé Thu, tác giả một lần nữa đã tô đậm tình yêu thương ba của bé. Qua đó đã thấy một cô bé Thu bướng bỉnh, gan góc, thế nhưng bé cũng rất tình cảm và giàu tình yêu thương. Không chỉ là tiếng gọi ba, bé Thu như muốn níu kéo tất cả, giữ tất cả ở lại. Nó vừa kêu vừa chạy sâu tới, giang hai tay ôm chặt lấy cổ ba nó. Nó hôn ba khắp vùng, hôn cả vết thẹo dài trên má, cái vết thẹo mà trước kia nó ghê sợ và thấy xấu xí vô cùng. Nên bây giờ hiểu được vì sao ba lại có vết thẹo ấy, Thu thương ba nó lắm. Hành động của bé Thu như muốn xoa dịu nỗi đau đã gây ra cho ba. Sau khi nghe ông Sáu nói ba đi rồi, ba về với con, bé Thu khét lên: "Không." Hai tay nó ôm chặt lấy cổ ba, hai chân câu chặt vào người ba nó, những giọt nước mắt lăn trên bé Thu. Em khóc vì thương cha, vì ân hận, vì đã phải nói không phải với người ba của mình, vì không biết đến bao giờ mới được gặp lại. Tất cả những hành động của bé Thu lúc này đều gấp gáp, dồn dập, chẳng muốn mất đi một điều gì. Trong tâm hồn của bé Thu, tình yêu thương ba đã có sự thay đổi. Ngoài tình yêu thương còn có cả niềm tự hào vô bờ, niềm kiêu hãnh về một người cha chiến sĩ. Người cha ấy đã hy sinh cao cả tuổi thanh xuân, đã cống hiến cả cuộc đời mình cho dân tộc độc lập. Và giờ đây, người cha ấy lại lên đường theo con đường vinh quang mà cả dân tộc đang đi. Thể hiện nhân vật bé Thu với những nét tâm lý phù hợp cho thấy tác giả đã rất tâm huyết, có tài quan sát, có trái tim giàu tình yêu thương thấu hiểu. Bé Thu là một số phận điển hình trong chiến tranh, xa cha từ nhỏ, khao khát tình cha với một tâm hồn trẻ hồn nhiên vô tư. Thế nhưng em chỉ được gặp lại cha sau 8 năm xa cách và mãi mãi không gặp lại nữa. Điều ấy cũng phản ánh những đau thương mất mát của dân tộc ta mà chiến tranh đã để lại. Nỗi đau hiện hình trên vết thẹo dài xấu xí khiến hai cha con đã hội ngộ rồi mà chẳng thể nào bày tỏ trọn vẹn yêu thương. Nỗi đau ẩn chứa trong tiếng gọi ba, như xé cả không gian, xé cả ruột gan mọi người. Nỗi đau ấy xót xa và ám ảnh quá. Bên cạnh đó, ông Sáu cũng là hiện thân của tình thương con, là điển hình cho những hy sinh mất mát do chiến tranh để lại. Ông là một cán bộ cách mạng thoát ly đi từ kháng chiến từ 1946, khi bé Thu, người ông của con chưa đầy một tuổi. Những năm tháng sống xa nhà, ông luôn khát khao được gặp con. Mỗi lần chị Sáu lên thăm ông đều ngỏ ý muốn gặp con. Thế nhưng vì đường xa, chiến tranh nguy hiểm nên chị Sáu không dám đưa con theo cùng. Ông Sáu nhớ thương con vô cùng, khao khát được gặp con, được sống trong tình yêu thương của con. Nhưng anh chỉ thấy con qua tấm hình. Tình thương con của ông Sáu được thể hiện qua hai sự kiện. Đó là lần nghỉ phép duy nhất sau 8 năm gặp lại và sự cần mẫn làm chiếc lược ngà để tặng con.
Khi gặp con ở bến xuồng, ông Sáu đã không thể chờ xuống cập bến. Ông hồi hộp, anh nhún chân nhảy thót lên, xô chiếc chuồng xuồng trả ta. Rồi anh bước vội vàng những bước chân dài, kêu to tên con, khom người đưa tay đón chờ con. Vết hẹo dài trên má phải của anh lại đỏ ửng lên. Dần dần giọng nói lắp bắp run run: "Ba đây con, ba đây con." Đây là tâm trạng xúc động mạnh mẽ nhất sau 8 năm xa nhà, tình cha con bị ném lại trong lòng. Đến giây phút hội ngộ, ông Sáu đã không kìm nổi xúc động. Thế nhưng trẻ trâu thay, bé Thu lại phản ứng đầy lạnh nhạt với ông. Nó giật mình ngơ ngác, hoảng hốt và bỏ chạy. Điều này hoàn toàn bất ngờ với ông Sáu, khiến mặt ông sầm lại trong giây phút chốc. Anh đứng sững lại đó, nhìn theo con. Nỗi đau lớn khiến mặt anh sầm lại, trông thật đáng thương, và hai tay buông xuống như bị gãy. Một trạng thái bất lực thể hiện tâm trạng đau khổ đến tột cùng. Ông sung sướng, náo nức, nôn nóng, thế nhưng đứa con lại xa lánh, hoảng sợ khiến ông hụt hẫng quá. Ông đau đớn không hiểu nguyên nhân vì sao, ông cũng thất vọng, bất lực và khổ tâm, tại sao con bé lại như vậy. Trong 3 ngày nghỉ phép, ông Sáu chẳng đi đâu xa, chỉ tìm mọi cách để được gần gũi, để được nghe một tiếng ba của con bé. Trong 3 ngày ngắn ngủi đó, con bé không kịp nhận ra anh là cha. Suốt ngày anh chẳng đi đâu, lúc nào cũng vỗ về con. Mọi cố gắng của ông Sáu từ việc giả vờ không nghe đến việc dồn nó và thế bí bằng tình thế và chất nước cơm khi nồi cơm đang sôi, nhưng tất cả đều không có kết quả. Trong bữa ăn no nôn nóng bực tức không kịp suy nghĩ, ông Sáu đã đánh con bé, khiến con bé bỏ sang nhà bà ngoại. Tình yêu thương của ông Sáu đã không được bé Thu đón nhận. Bé Thu không đáp lại tình cảm ấy, nó kiên quyết không chịu cất lên tiếng gọi ba. Điều đó khiến ông Sáu vô cùng khổ tâm. Ông chỉ biết lắc đầu cam chịu, bởi tình cảm không gỡ gì gượng ép. Lúc nôn nóng, ông đã đánh con, để dù từ đó mang vết thương tinh thần còn đau đớn dai dẳng gấp nhiều lần với vết thương mà chiến tranh mang lại. Tình cảm của người cha dành cho con, nỗi nhớ mong được nghe một tiếng gọi ba của ông Sáu được thể hiện xúc động nhất trong buổi chia tay. Những giọt nước mắt hạnh phúc lan dài trên khuôn mặt của người cha. Khoảnh khắc con nhận ra cha ngắn ngủi, thế nhưng phần nào đã thỏa được ước nguyện xa xỉu nỗi nhớ thương trong lòng. Ông Sáu cố gắng kìm nén, thế nhưng không thể, giọt nước mắt vẫn trào ra. Ông ba là người chứng kiến cũng không thể kìm nổi sự xúc động. Tôi bỗng thấy khó thở, như có hai bàn tay nắm chặt tim tôi. Người đọc xúc động mà nghẹt ngào nhận ra, nếu không có chiến tranh thì ông Sáu cũng không phải xa con. Nếu không có chiến tranh, để rồi vết thẹo xấu xí trên khuôn mặt người cha, thì người con đã có thêm những ngày đoàn tụ ấm áp, thật xót xa biết bao. Không thể làm khác được, lại những ngày ông Sáu ở xa con. Ở khu căn cứ, ông Sáu đã nhớ thương con vô cùng. Ông ân hận vì đã chót đánh con. Để phần nào nguôi ngoai nỗi hận ấy, ông Sáu đã quyết giữ lời, làm chiếc lược ngà để tặng con. Ông dồn tình yêu thương vào cây lược ngà. Ông tự động đi tìm ngà voi. Khi kiếm được một khúc ngà, ông vô cùng vui mừng và dồn tâm trí, ông công sức vào việc làm cây lược. Từ con đường mòn chạy lẫn vào trong rừng sâu, anh hớt hải chạy về, tay cầm khúc ngà đưa lên khoe với tôi. Mặt anh hớn hở như một đứa trẻ được quà. Ông Sáu tự tay cưa từng chiếc răng lược thật trọng, tỉ mỉ và cố công như một người thợ bạc. Người chiến sĩ ấy bấy giờ không chỉ là còn một người cha làm quà tặng con, mà còn là một người nghệ sĩ thực tụ và dồn tâm huyết của mình làm nên một kiệt tác của tình cha con, đó là chiếc lược ngà. Ông Sáu thổi hồn vào cái lược ngà bằng tình yêu thương con sâu nặng. Ông đã tỉ mỉ khắc lên cái lược với dòng chữ "yêu nhớ tặng con Thu của ba". Chi tiết chiếc lược ngà mang một ý nghĩa đặc biệt. Chiếc lược ngà ấy là tình cảm, là tấm lòng, là sự yêu thương mà ông Sáu gửi gắm. Thỉnh thoảng, những lúc rảnh rỗi, ông Sáu lại lấy cây ngược sang lắm nghía, rồi cài lên mái tóc,
thêm cho mượt, cho bóng. Trước lực là sản phẩm của tình cha, của là sự gây gắn kết tình cha con, gỡ rối làm phần nào phơi đi tâm trạng của người cha lúc này. Có được cây lược ngà, ông Sáu càng mong, càng nhớ, càng được trở về với gặp con. Thế nhưng chiếc lược ngà thật đẹp đấy, ông Sáu chưa kịp mang về để tặng con thì biến cố xảy ra. Bom đạn vô tình của kẻ thù đã cướp đi sinh mạng của ông. Sững sờ và đột ngột quá, tình huống này xảy ra một lần nữa khiến bạn đọc rơi nước mắt. Chiến tranh sao mà tàn nhẫn đến thế? Vậy là suốt cuộc đời, bé Thu chỉ được ôm cha trọn vẹn trong một lần, ông Sáu cũng chỉ được vỡ òa hạnh phúc trong khi tiếng gọi ba vọt vẹn trong vài giây vài phút. Còn lại chỉ toàn là mong nhớ, là hy vọng, là khắc khoải đến vô cùng. Trước lúc hy sinh, ông Sáu đã móc cây lược ra, trao tay người đồng đội. Trong giờ phút cuối cùng, không còn đủ sức chăm chối điều gì, hình như chỉ có tình cha con là không thể chết được. Anh đưa tay vào túi móc cây lược, đưa cho tôi và nhìn một hồi lâu. Tôi không đủ lời lẽ để tả lại cái cảnh ấy, chỉ biết rằng cho đến tận bây giờ, thỉnh thoảng tôi cứ nhớ lại đôi mắt của anh. Chỉ khi nhận được lời hứa mang về trao tận tay cho cháu, người cha ấy mới nhắm mắt xuôi tay. Cử chỉ của ông Sáu trước lúc ra đi đã khiến cho ta hiểu phần nào được tình cha con mãnh liệt, tha thiết đến nhường nào. Lời trăng chuối của ông Sáu là lời ủy thác, và chiếc lược ngà đã trở thành kỳ vật thiêng liêng của tình cha con, là một minh chứng cho sự bất diệt của tình yêu thương. Thông qua nhân vật ông Sáu, quyện ngắn chiếc lược ngà đã ghi lại chân thực những đau thương mất mát của người dân Nam Bộ trong kháng chiến. Qua đó, tác giả đã ca ngợi sức sống của người dân Việt Nam trong chiến tranh. Tình cha con của ông Sáu là một minh chứng, là một bằng chứng sống, nói lên rằng chiến tranh dù có ác liệt, có thể cướp đi sinh mạng, nhưng không thể diệt được tình người, được sức sống mãnh liệt của con người. Và chiếc lược ngà đã trở thành một biểu tượng vô cùng đẹp đẽ về tình cha, về sức sống bất diệt của tình cảm thiêng liêng trong chiến tranh.